Hơn 5,5 triệu tài khoản tên miền.vn của Việt Nam bị mã độc tống tiền tấn công trong năm 2023, chỉ đứng sau các tên miền quốc tế.com, tên miền.br của Brazil, .in của Ấn Độ và .co của Colombia, theo Kaspersky. Mặc dù số lượng tệp ghi nhớ và các vụ lây nhiễm mã độc trong năm 2023 đã giảm nhẹ 9% so với năm 2022, nhưng không đồng nghĩa với hoạt động tấn công trái phép của hacker đã thuyên giảm. Theo dự báo, thời gian tới, một số thông tin bị đánh cắp trong năm 2023 sẽ bị rò rỉ lên web đen, phạm vi ảnh hưởng còn lớn hơn rất nhiều so với con số 10 triệu thiết bị được dự báo ban đầu. Khả năng thâm nhập vào tập nhật ký của những kẻ đánh cắp thông tin, số vụ lây nhiễm xảy ra trong năm 2023 lên tới 16 triệu vụ. Đáng lưu ý, các vụ tấn công mạng bằng mã độc đã ảnh hưởng tới 443.000 trang web trên toàn thế giới. Việt Nam cũng nằm trong top 5 các quốc gia có chịu ảnh hưởng bởi các vụ tấn công kể trên. Các website có tên miền.vn cũng ảnh hưởng tới trên 5,5 triệu tài khoản. Theo các chuyên gia, để bảo vệ thông tin khỏi phần mềm độc hại đánh cắp dữ liệu, người dùng Việt Nam nên sử dụng giải pháp bảo mật toàn diện cho mọi thiết bị. Điều này sẽ giúp ngăn ngừa lây nhiễm và cảnh báo họ về những mối nguy hiểm, chẳng hạn như các trang web đáng ngờ hoặc email lừa đảo có thể là nguồn lây nhiễm.